Vô đi em. Vô đi, em đi vào trong đây nè. Dạ. Thôi em để đó cũng được. Thôi vô đây. À, để em đóng cửa đó. Để nó đi không sao đâu. Vô đây. Sao? Bây giờ em tắm trước. Anh mệt rồi, thôi anh tắm trước đi. Anh vô tắm cái. Ai vậy? Vô đây rồi ai mà đến vậy? Dạ, chào anh. Anh có phải là anh Khiêm không ạ? Ờ, đúng rồi. Dạ, có người gửi bưu phẩm cho anh nè. Bưu phẩm hả? Dạ. Dạ đây. Ủa, cái này ai gửi vậy? Dạ em không biết nữa, em chỉ nhận theo đơn hàng thôi à. Mời anh ký xác nhận giùm em. Ờ. Dạ đây. Em. Dạ. Gì vậy anh? Chắc là đồ của Liệu. Ồ, cái gì? Liệu chết rồi mà. Có lẽ là cô ấy nắm được bí mật gì đó của thằng Minh. Bây giờ mới chuyển tới tay mình đi nè. Không biết vụ kiện này thế nào. Tự dưng em thấy vừa nôn nao mà cũng vừa hồi hộp nữa. Để tới đó rồi xem sao. Alo, em tới đâu rồi? Dạ, em đang ở lốc B nè. Lốc B hả? Em lộn rồi. Chị đang ở lốc nào? Ở lốc D. Ôi trời, vậy tụi em đi lộn rồi. Dạ rồi rồi rồi, để tụi em qua đó. Dạ dạ, mình đi. Mình lộn đi lộn lốc rồi. Cái này chắc là toàn bộ dữ liệu mà Liễu đã thu thập được của bác sĩ Minh. Mở lên đi anh. Ờ. À! À! Hả? Gì vậy? Hả? Trời chết. Cháy rồi. Chết rồi. Không biết có ai ở nhà không nữa. Em gọi người giúp đi. Dạ.